Kính thưa đồng chí Võ Ngọc Quốc Trường, thành viên bí thư quận ủy, kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý đại biểu tham dự hội nghị, được sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo hội nghị về công tác kết quả công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực chợ Bình Điền trong 6 tháng đầu năm 2022. Về đặc điểm tình hình, chợ đầu mối Bình Điền có diện tích 65 hecta, quy mô là 7 nhà lồng với 1.935 con ngựa, 4 hợp tác xã và 3 công ty, khoảng 1.972 nhân viên và người lao động, chủ yếu là hoạt động vào từ 20 giờ hàng ngày cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Lượng người và phương tiện tập trung đông nhất từ lúc 24 giờ cho đến 5 giờ sáng với số lượng khoảng 30.000 người. Với 3.216 lượt xe tải và 104 lượt xe ô tô khách các loại, với 2.042 lượt xe máy và xe ba gác, đôi khi xảy ra một số tình hình phức tạp về an ninh trật tự như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, mâu thuẫn đánh nhau và các hành vi tệ nạn xã hội. Tính chất nguy hiểm về phòng cháy chữa cháy tại chợ Bình Điền cũng tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, do hiện nay tại khu vực có 6 bãi giữ xe với 3 bãi xe ô tô, và những bãi xe này được bố trí lưu động tạm thời, không có mái che nên việc trang bị phương tiện về phòng cháy chữa cháy còn hạn chế. Ngoài ra, tại khu vực nhà lồng, các tiểu thương thường sử dụng nhiều bao bì, mũ xốp, gom gạ, sọt tre, dễ dẫn đến việc cháy nổ xảy ra tại khu vực chợ. Báo cáo các đồng chí về công tác kết quả triển khai thực hiện về an ninh chính trị, chưa ghi nhận vụ việc phức tạp về an ninh chính trị. Tuy nhiên, ghi nhận tình hình trong dư luận nhân dân về việc nộp tiền thuế đất như sau. Vừa qua, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đã tạm ứng số tiền 316 tỷ đồng để công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền nộp tiền thuế đất từ năm 2014 đến 2020 cho nhà nước. Công ty đã yêu cầu các thương nhân hoạt động tại chợ phải nộp số tiền thuế để quyết toán với tổng công ty. Tuy nhiên, các thương nhân cho rằng khoản thu trên là bất hợp lý vì nhà nước đã giao đất cho công ty và phía công ty phải có trách nhiệm nộp tiền thuế đất cho nhà nước. Tổng công ty đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết. Về trật tự an toàn xã hội, trong 6 tháng đầu năm, ghi nhận tại khu vực chợ Bình Điền xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với cùng kỳ, gồm 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, đã điều tra khám phá 4 trên 4 vụ, đạt tỷ lệ 100%, bắt 5 đối tượng. Tiếp nhận 5 tin báo tố giác về tội phạm, trong đó 1 tin về cưỡng đoạt tài sản, 1 tin về cố, 2 tin về cố ý thương tích và 2 tin về trộm cắp tài sản. Thường xuyên gọi hỏi răng đe số giáo dục có tiền án tiền sự, nghi vấn hoạt động phạm tội, gây rối trật tự an toàn tại khu vực để triển khai công tác phòng ngừa đạt hiệu quả. Kết quả đã bắt một đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, hiện nay đang tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ theo dõi nắm tình hình một số đối tượng nghi vấn cầm đầu cho vay tại khu vực chợ. Về ma túy, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã phát hiện và lập hồ sơ khởi tố một vụ, bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép ma túy, giảm 2 vụ so với cùng kỳ. Tang vật thu giữ là 2,95 ma túy tổng hợp, một điện thoại động và một số tang vật khác. Về tình hình tội phạm về kinh tế và môi trường, chưa ghi nhận vụ việc liên quan. Về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hiện tại chợ có 4 hợp tác xã tham gia hoạt động mô hình hợp tác xã tự quản, qua đó đã phối hợp với công an tổ chức 5 buổi tuyên truyền với 230 người tham gia. Tổ chức phát hành 4.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác quản lý cư trú, đấu tranh phòng chống tội phạm về trộm cắp, ma túy, lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường, vỉa hè và mỹ quan đô thị. Về công tác quản lý hành chính, hiện trên địa bàn khu phố 6, phường 7, quận 8 có 2.360 hộ dân với 6.525 nhân khẩu từ các địa phương khác đến thuê trọ và sinh sống và làm việc tại chợ đầu mối Bình Điền. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công an quận đã tổ chức 2 lượt kiểm tra hành chính với 26 cơ sở kinh doanh cư trú dịch vụ, một vài đối tượng nghi vấn, một quán cà phê, một cơ sở karaoke và một khu vực công cộng. Kết quả là phát hiện một đối tượng có quyết định truy tìm, đề xuất Ủy ban nhân dân ra quyết định xử phạt hành chính một khách sạn vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh với số tiền 100 triệu đồng, ra quyết định xử phạt hành chính 6 cơ sở
quy định về lĩnh vực kinh doanh với số tiền là 36.500.000 đồng, 10 trường hợp không xuất trình giấy tờ thân với tổng số tiền là 4 triệu đồng. Hàng đêm lực lượng công an phối hợp lực lượng an ninh phòng cháy chữa cháy tuần tra khu vực nhà lồng phối hợp với lực lượng bảo vệ tuần tra kiểm soát các khu vực tiến quanh chợ và khu vực bình điền. Kết quả đã phát hiện 21 trường hợp, qua đó là 10 trường hợp không xuất trình giấy tờ thân qua test và phát hiện 7 trường hợp dương tính với ma túy. Công an phường đã lập hồ sơ đưa 7 đối tượng vào cơ sở xã hội để quản lý các cơn giải độc, tư vấn tâm lý trong thời gian chờ làm thủ tục áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính liên quan đến để đưa vào cơ sở cai nghiện một. Về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ. Về cháy nổ, không ghi nhận tình hình liên quan. Đã kiểm tra một lượt và kiểm tra chuyên đề một lượt, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. Tổ chức tập huấn cho 88 đội viên phòng cháy chữa cháy cơ sở và tiến hành một buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ Bình Điền. Phát hành 1.500 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ Đầu Mối và khu vực dân cư Bình Điền. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự lòng lề đường, đã kiểm soát 152 lượt phương tiện, kết quả nhắc nhở 58 trường hợp, lập hồ sơ xử phạt hành chính 73 trường hợp, phạt tại chỗ 21 trường hợp, lập biên bản tạm giữ 23 phương tiện các loại và 50 giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 7, đội quản lý trật tự đô thị quận 8 tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở xử phạt vi phạm về trật tự lòng lề đường tại tuyến đường Quảng Trung Linh. Qua đó đã nhắc nhở 225 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng đường vi phạm về lĩnh vực phòng chống dịch, lập xử lý hành vi vi phạm 9 trường hợp, thu 18 triệu đồng, tạm giữ các phương tiện vi phạm hành chính. Về nhận xét đánh giá nhất về mặt ưu điểm, công tác đảm bảo trật tự tại khu vực chợ Đầu Mối Bình Điền luôn được thường trực quỹ và ủy ban quận quan tâm sâu sát theo dõi, căn cứ vào tình hình thực tế để chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót của các đơn vị và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp xử lý vi phạm của các đơn vị. Công an quận và công an và công ty quản lý và kinh doanh giao điện đã phối hợp thực hiện hiệu quả quy chế số 1 ngày 13 tháng 3 năm 2014 về việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ Bình Điền. Ban quản lý chợ Bình Điền và các lực lượng công an quận thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, chủ động phòng ngừa với các đối tượng nghi vấn phạm tội. Do đó tình hình an ninh trật tự tại khu vực cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình trạng cháy nổ, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực. Về khó khăn vướng mắc, hiện nay tình hình an ninh trật tự tại tuyến đường Quảng Trung Lộc Linh và các tuyến đường nhánh cơ bản đã ổn định nhưng vẫn chưa mang tính căn cơ. Nếu không được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, có thể dẫn phát sinh về vi phạm về lĩnh vực môi trường, an trật tự an toàn xã hội, kinh doanh chất chứa là mất mỹ quan đô thị. Do đó trong thời gian tới, tại địa bàn do tình hình giai đoạn đô thị hóa, những khu dân cư mới, chợ Bình Điền có nhiều khu dân cư còn có thưa thớt dân cư sinh sống, hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ, hệ thống camera chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số sạp và vừa chưa lắp camera, vẫn còn nhiều tiểu thương chưa thực sự nâng cao ý thức trong việc bảo quản tài sản, trong công tác tố giác tội phạm nên các đối tượng để lợi dụng hoạt động phạm tội. Tình hình dân cư chập cư gây ra khó khăn cho công tác đấu tranh và quản lý của lực lượng công an về phương hướng trong thời gian tới. Tiếp tục phối hợp các cơ quan và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các kế hoạch phối hợp liên tịch để đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch Covid tại khu vực chợ Đầu Mối Bình Điền. Chỉ đạo các tổ tuần tra công an quận và phường tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tại các khu vực chưa lắp hệ thống camera giám sát an ninh, không để cho các đối tượng lợi dụng tuyến đường vắng để hoạt động cướp cướp giật trộm cắp hoạt động tệ nạn xã hội. Tiếp tục phối hợp với công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền nắm số lượng thông tin số đối tượng lao động tự do, công nhân bốc xếp tự do tại chợ để tiến hành quản lý phòng ngừa, kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện hành vi nghi vấn phạm tội, không để các hoạt động băng nhóm đầu gấu bảo kê tệ nạn xã hội hoạt động tại địa bàn. Chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên các tuyến địa bàn hành chính đảm trách, kiên quyết xử lý không để tình trạng cơ sở hoạt động kinh doanh không phép hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự giao thông trên địa bàn. Đề xuất công an thành phố tăng cường bổ sung cho công an phường 7, cụ thể là đề xuất 1 đồng chí phó trưởng công an phường, 3 đồng chí cảnh sát giật để đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực phân chợ và trên địa bàn phường 7. Tiến hành biên soạn nội dung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch
các quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, kinh doanh mua bán cũng theo quy định pháp luật trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Quảng Trọng Linh dẫn vào chợ và khu vực dân cư Bình Điền, tham gia phòng chống các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp và có hiệu quả, tăng cường kiểm tra công tác hành chính ở các cơ sở lưu trú, nhất là các nhà trọ, nhà cho thuê, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để kịp thời phối hợp các ngành chức năng để tổ chức các đợt truy quét, không để có các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để ẩn náu hoạt động phạm tội. Kính thưa hội nghị, tôi vừa báo cáo hội nghị về tóm tắt kết quả hoạt động công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự tại chợ Bình Điền. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng quý đại biểu nhiều sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.